Bây giờ mở cửa ra phải kéo cái đầu nó sau ra ra phải kéo đầu sau ra. Các bạn xuống bắt đầu nhé. Được. Đấy. Rồi, đóng cửa. Thế thì di chuyển cái này làm sao mà vào trung tâm của cái mô này đúng không? Đóng cửa vào không? Đấy, khi làm cửa ra di chuyển. Giảm dần thế này, giảm bước tiến dần thế này. Rồi, thôi, vào meso tu.